Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh trên mọi lều đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương, ví dụ như là loa máy, cụ đẩy công suất, vang lọc, mic, máy lưng tiếng vân vân. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ làm một cái clip tổng thể để giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn đam mê về vấn đề âm thanh cũng như là có nhu cầu mua sắm cho mình. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ giới thiệu các bác, thứ nhất là về mẫu vang số. Vang số thì hiện tại em bây giờ về dòng Siso thì em có 3 dòng đang cung cấp. Dòng thứ nhất là dòng Siso 360, dòng Siso OS 510 và dòng Siso TB 1080. Thì trước khi em giới thiệu thì báo cáo bác này, tất cả những sản phẩm anh Nguyễn mua đều được tặng dây rắc. Đây bác này, dây rắc là ca lông, nếu bác đánh với đẩy hoặc bác đánh với âm ly thì nào em tặng rắc hoa sen hoặc là chuyển đổi về hoa sen vân vân. Này ca lông thì có dòng ca lông, từ ca lông chuyển về hoa sen các bác nhé. Thì tất cả cái này em không nói nữa, tức là tất cả những cái đồ thiết bị lẻ anh Nguyễn đã được tặng đi kèm là rắc, một cặp rắc lông hoặc là một dây AV vân vân. Thì đây là mẫu vang số. Thì ngoài mẫu vang số Siso ra em còn có mẫu vang số X. Thì cái dòng này em đã nói rất nhiều rồi và test rất nhiều rồi, em chỉ giới thiệu các bác cập nhật thôi. Tiếp theo, hiện tại bây giờ em cung cấp trên thị trường 4 mẫu vang cơ với nhá. 4 mẫu vang cơ. Mẫu vang cơ thứ nhất đó là mẫu vang cơ DBX DBS 228 Flut. Thì đây là một dòng phiên bản mới của dòng vang cơ DBX 228 Flut. Thì trước đó nó là dòng bản XL, sau đó nâng cấp lên được thay đổi về nguồn, có thể điện yếu cũng chạy được, điện khỏe chạy được. Tức là cái vang này có thể chạy được từ 90V đến 240V. Thì dòng này là dòng tất cả này đều do Trung Quốc sản xuất đó nhé, tất cả này đều mới tinh hết, tất cả hàng em đều là hàng mới tinh, do trực tiếp Trung Quốc sản xuất, nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp. Thì dòng vang cơ lai số này, anh Nguyễn là người đầu tiên đưa vào thị trường Việt Nam. Thì có những anh em bảo là bán cái vang này bao năm rồi, thì anh Nguyễn thấy nó lạ, bởi vì thực tế anh Nguyễn là người đầu tiên, với nhá, bác xem lại clip, là người đầu tiên đưa chiếc vang cơ DBX 228 phút này về thị trường Việt Nam. Thì dòng này là với cái phân khúc tiền nó rất là bình dân thôi, nhưng là cực hay không nhá, cực hay. Nó xử lý tiếng nhạc tốt này và giọng ca tốt. Tức là cái vang thì nó làm được hai nhiệm vụ, một là giọng ca và hai là tiếng mic. Thì dòng này là anh Nguyễn có một mẫu nhất là DBX 228 Flut phiên bản mới nhất. Đây tính là tem USA, đây là tem nhá, trực tiếp Trung Quốc xuất. Thì dòng này cơ lai số. Dòng thứ hai cũng là dòng cơ lai số và đang hot thị trường Việt Nam, đó là dòng vang Greguti KM5FX. Thì dòng này vòng có thể nói là hiện đại nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam với dòng vang cơ lai số. Thì cái dòng này nhà xuất người ta tích hợp sẵn 8 chế độ được ghi rất là rõ ràng trên mặt máy này. Bác chỉ cần ấn thay đổi cái lốt mốt này nó sẽ thay đổi, nhưng thường là mình hát ở chế độ 5. Trong từng chế độ đó thì các bác có thể thay đổi được, tinh chỉnh được hiệu ứng của mic này, rồi phần EQ của mic này, tùy theo ý mình. Thì đây là dòng vang cơ lai số GD Gutin KM5FX. Dòng này rất hay, có gì vật rất là sâu, EQ thì mượt. Hai dòng này đều được gọi là dòng vang cơ lai số. Dòng vang cơ thứ 3 mà anh Nguyễn muốn nhắc nhớ đến các bác, đó là dòng vang rất nổi tiếng Smex K5. Thì dòng này anh Nguyễn là Smex K5 huyền thoại. Dòng này là dòng vang cơ, nó cũng làm hai nhiệm vụ, một là xử lý cái đường nhạc rất là hay, thứ hai là đường mic. Thì dòng này nó cực ít lỗi nhé. Em bán có thể đến vài nghìn chiếc vang cơ K5 rồi, nhưng mà gần như được cái tỷ lệ không đến là 0,1% về lỗi với cái vang cơ K5 này. Thì dòng vang cơ K5 này vẫn là dòng vang cơ anh Nguyễn đánh giá là ổn định và chạy rất là bền bỉ, tốt. Tiếng ca thì là hay, tiếng nhạc thì là sắc nét,
Đây là mẫu băng cơ thứ 3 và mẫu băng cơ thứ 4. Đó là một dòng băng cơ mà anh Nguyễn nhắc đến bác là dòng lắc X8. Thì dòng vang này chính là phiên bản của T6 Domus. Dòng vang này nó cũng xử lý được hai nhiệm vụ, một là tiếng mic rất là tốt, dòng này có cả gì vợt rất hay nhá, thứ hai là tiếng nhạc rất là chắc và chi tiết. Thì đặc biệt dòng vang này, dòng vang này là có bo chống ú bên trong, cho nên nó có khả năng hát được chiếc kèn, loa chiếc kèn rất tốt. Đây là phía mặt trước này, mặt trước đây, đây các cổng cắm mic, rồi echo của mic, phần mic tone, phần chỉnh nhạc. Ở phía sau thì cái dòng này nó hiện đại này, thứ nhất là nó hỗ trợ hai đường vào và hai đường mic, mic cắm đằng sau bằng rắc ca lông và hai đường ra đánh cho loa left right và có đường ra đánh loa center và loa sub. Thì những cái vang này các nhá là có đường hỗ trợ cho đánh sub, hỗ trợ cho đánh sub hơi. Thứ nhất là vang lắc X8. Thứ hai đó là vang DBX. Hai đáp rút là hỗ trợ đánh sub này. Và thứ ba là vang Gregory KM5X là hỗ trợ đánh sub, tức là có lỗ sub là cho cắt cốt đánh trầm hơi. Thì dòng vang K5 thì không có bác nhá. Thì hỗ trợ được nhiều cổng ra thôi. K5 thì hỗ trợ cổng ra bằng ca lông này, bằng 6 ly, bằng 6 ly này, bằng AV. Đây mặt mũi rất là đẹp bác nhá. Rất đẹp. Hỗ trợ rất nhiều đường ra. Tiếp theo, mẫu nữa là anh Nguyễn vẫn bán mẫu cái truyền thống và rất là hay. Đó là máy lén DBX226XL. Thì anh cũng xin trân trọng giới thiệu cái máy lén này, anh những người đầu tiên đưa vào thị trường Việt Nam. Ở phía Bắc mình này, ở phía Bắc nhé, là anh Nguyễn đưa đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Thì cái máy lén nó có nhiệm vụ, tức là nó sẽ cắt toàn bộ các cái giải tần quá ngưỡng, những cái giải tần quá ngưỡng, với duy trì cái cường độ tín hiệu âm thanh trong cái khoảng người dùng đặt ra một cái ổn định, là mà nhạc chắc hơn, hay hơn và tiếng nó rất là chất sâu hơn. Thì đó là cái nhiệm vụ của máy nén. Máy nén em có hai dòng, một là DBX226XL và dòng thứ hai là DBX166XL. Đấy, 226 và 16 là giá như nhau nhé. Và tiếp tục anh Nguyễn giới thiệu các bác là cái mẫu tiếp theo là thiết bị máy lưng tiếng Idol IVU Việt Nam. Thì cái riêng cái máy lưng tiếng Idol Việt Nam thì đúng năm ngoái cũng biết là gần như là ít bác biết về máy lưng tiếng. Từ khi bắt đầu anh Nguyễn làm kênh đưa cái máy lưng tiếng Việt Nam này vào thì thấy nó rất là hiệu quả, làm tiếng trống nó rất là sâu, tiếng check của nó rất là sáng và ngọt và lẫy, tiếng trung thì ngọt. Thì đó anh ứng dụng vào thì từ đó phát triển rất là rộng rãi trên thị trường của Việt Nam mình. Và từ đó là Trung Quốc gần đây cũng đưa ra rất nhiều mẫu lưng tiếng như CB200 với 300 vân. CB200 và 300 nó chỉ là một, chỉ khác nhau về chữ thôi nhé, chữ viết ngoài thôi. Thì đây chính là dòng Việt Nam bản Flute, bản cao cấp nhất, tức là nó chạy nguồn xung là bản cao cấp nhất. Đây phía trước này, ở Việt Nam là chữ trắng và các cái nút này nó múp múp ra. Bên tay trái các bác là nó điểm cái màu xanh, bên phải là màu trắng. Và dòng này nó cũng hỗ trợ đường cắt cốt server, tức là cho đánh cho sub hơi nếu các bác kết nối cục đẩy. Thì dòng Idol với IVU Việt Nam thì anh vẫn đánh giá là một dòng Idol có thể nói là vẫn là mạnh nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Tức là chưa có một dòng máy lưng tiếng nào thay thế được máy lưng tiếng Việt Nam. Thì dòng là anh Nguyễn phân phối với giá rất hợp lý, bao ship tặng cái rắc nhá, bao ship tặng cái rắc nó là 1,9 triệu. Đấy, nếu các bác không muốn tặng bao ship, không muốn lấy rắc thì giá sẽ hạ hơn rất nhiều. Đấy, vừa tặng rắc ca lông này rồi là vừa bao ship. Thì như mà em tính ấy, nếu mà để mà ship một cái máy Idol vào trong khu vực mà Cà Mau ấy thì nó hết khoảng tầm 250 nhá. Nhưng mà em bán là giá 1,9 triệu bao ship tặng cái rắc. Bởi vì có lúc em bóc trần ra em báo ví dụ 1,7 triệu nhá, 1,7 triệu. Nhưng mà thì các bác rất là hoang mang, không biết là cái Idol này đến nhà mình là hết bao tiền và dây rắc như nào. Cho nên là em cứ báo tròn gọn thế cho nó dễ, tức là 1,9 triệu bao gồm bao ship này, tặng một cặp dây rắc có thể là ca lông, có thể là hoa sen. Cái nhu cầu của bác là đánh với đẩy này là ca lông, đánh với âm ly thì em sẽ hỗ trợ bằng hoa sen. Thế dòng rất hay, nó hỗ trợ cả đường ra và ca lông này, ca lông đây, ra ca lông, vào ca lông và ra là cũng là ra là hoa sen, vào hoa sen. Đây đường cho code server dòng Việt Nam để bác nhận biết được đó là cái
Đây cái model này là IB100. Còn cái series đây và thiết kế bởi Mỹ. Cái này made in Việt Nam. Đấy, nó chạy điện từ 90 đến 240 bởi nguồn dung bác nhá. Và quốc tế. Thế đây toàn bộ là cái đồ Việt Nam. Và mặt nhôm, không có ốc ở trước mặt này. Phiên bản mới nhất bây giờ đấy. Và chữ trắng, mà cái lúm này nó khác, nó dài ra. Thì em bao cả ship là 1.9 triệu tặng ấy rắc và tặng ấy rắc này. Và bao ship, nếu mà không tặng ấy rắc bao ship thì em bán 1.7 triệu. Đấy. Thấy nhá. Không có gì cả thì như thế. Nhưng mà giá thực ra mà em nhập cái đồ nó rất là cao mà bán là hợp lý thôi. Bảo hành tháng đầu lỗ đổi mới và bảo hành 1 năm. Đấy, theo đúng chế độ công ty. Đây, các cái mẫu bảo hành hiện có. Máy lưng tiếng Idol View Việt Nam. À, rồi máy lén DBX226XN và 16XN là một giá 1.7 triệu. Bao ship tặng dây rắc nhá. Bao ship tặng dây rắc. Cũng tất cả tháng đầu lỗi đổi mới hết và bảo hành 1 năm. Tiếp theo cái vang cơ lai số DBX28 Plus này giá hợp lý. Và Goldin K1MX này 3 triệu bao ship tặng dây rắc. Hàng loại 1 đó nhá. Hàng loại 1 tức là vỉ trung yếu là màu xanh nước biển. Và IC vi xử lý là IC to. Sai anh Nguyễn sẽ đèn 1/10. Thì dòng này dòng K5 huyền thoại, anh Nguyễn cung cấp giá 1.9 triệu bao ship tặng dây rắc. Và lắc X8 là 2 triệu bao ship tặng dây rắc nhá. Đấy. Còn vang số rất là nhiều nhá. Cực là nhiều luôn. Đấy. Đấy anh Nguyễn, hôm nay anh Nguyễn nhập rất là nhiều nhưng mà giới thiệu bởi vì bóc ra rất mất thời gian, vào bóc này độc này mất khoảng buổi chiều mới bóc ra để làm chương trình. Thì anh Nguyễn xin trân trọng giới thiệu các bác có nhu cầu là hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Thì cái dòng này anh Nguyễn xin phép các bác là không test nữa bởi test nhiều rồi, cũng có nhiều anh em bán rồi và giới thiệu rồi, cách hướng dẫn là có hết rồi, không có gì có từ vang K5, từ lắc, từ DVX, từ vang Gregory, máy lén Idol. Vang số là anh Nguyễn có những bài hướng dẫn chi tiết lắm rồi. Đấy. Thì cái dòng này anh Nguyễn vẫn bán và ổn định, tức là K5 và DBX, những dòng này. Đấy, đều được tặng kèm rắc ca lông và hoa sen. Đấy. Và hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt nhá, có nhá. Có thắc mắc gì về kỹ thuật thì hãy liên hệ với anh Nguyễn sẽ hỗ trợ một cách tích cực. Anh Nguyễn chào các bác ạ.